Xin chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Các bạn ạ, lễ hội lồng thồng, lễ hội lồng tồng, các bạn ạ, đây là lễ hội lồng tồng huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vào ngày mùng 7 đến mùng 8 tháng Giêng hàng năm các bạn ạ. Thì năm nay ấy thì vào xuân Canh Tí các bạn. Đấy, năm nay xuân Canh Tí. Mình không biết là hàng năm có phải là vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng Giêng không, nhưng mà năm 2020 là vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng Giêng các bạn. Ở đây có các loại cam này. Cam này là được trồng rất là phổ biến ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Ở ngoài đây cũng có một số lễ hội truyền thống các bạn xem này. Đây là trâu cày này. Đấy, xem này. Năm nay ấy, vướng cái đợt dịch corona thì chắc là lễ hội ở tất cả các nơi trên Việt Nam sẽ tạm ngừng cũng như là không tổ chức lớn các thứ ấy các bạn. Đấy. Đó. Thì ok các bạn nhé. Chào các bạn. Đây là lễ hội lồng tồng huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang mùng 7 đến mùng 8 tháng Giêng xuân Canh Tí năm 2020. Đây có rất là nhiều lễ hội đặc sắc diễn ra. Đặc biệt là lễ hội lồng thồng huyện Bắc Quang. Ở đây là nằm trong huyện Bắc Quang. Huyện Bắc Quang đây là một trong cái huyện của tỉnh Hà Giang cũng khá là sầm uất các bạn ạ. Đấy. Đây là các phong tục dân gian cũng như là các trò chơi dân gian. Ở đây có rất là nhiều trồng cam ở đây. Cái này là 10 à? Cái 15. Ở đây là Vị Xuyên, Vị đúng Xuyên rồi. Nhỉ chị? Đó. Bạn cùng chiêm ngưỡng lại. Đây là cái sân khấu khán đài khá là rộng lớn luôn, thấy chưa? Rất là rộng lớn luôn. Cảm ơn anh em đã xem nội dung video này. Bye bye. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình, Food World Travel.